Xin kính chào quý vị đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, năm 2015 có rất nhiều sự kiện quốc tế quan trọng đối với Việt Nam như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có khả năng sẽ được ký kết trong năm nay. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng được dự báo sẽ sớm ký kết vào năm 2015 này. Và gần đây chắc chắn đó là việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN hay còn gọi tắt là AEC vào cuối năm nay. Vậy AEC sẽ mang đến những cơ hội và thách thức nào cho doanh nghiệp Việt? Trong chương trình Tiêu điểm tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị những khảo sát gần đây, nhất là về sự chuẩn bị của doanh nghiệp Việt trước thềm AEC. Trước tiên, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ có được khi AEC được hình thành. Theo tiến trình hội nhập, đến cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC sẽ được thành lập. Đây là bước phát triển cao của quá trình hợp tác và hội nhập kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN. AEC được thành lập sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Xét về các cơ hội, thì cơ hội dễ dàng nhìn thấy nhất đó là khả năng mở rộng thị trường. Bất kỳ doanh nghiệp nào trong khu vực cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường khá rộng lớn với tổng GDP trên 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng trung bình 5% đến 6% mỗi năm, thu hút đầu tư nước ngoài mỗi năm trên dưới 110 tỷ đô la Mỹ, giá trị giao dịch thương mại bình quân đạt 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. AEC tạo lập một khu vực thị trường và sản xuất thống nhất, vì vậy sẽ khuyến khích các hoạt động kinh doanh và đầu tư nhiều hơn trong khu vực. Chắc chắn là những cái nhóm ngành hàng mà chúng ta đã khẳng định được vị thế cũng như là cái năng lực cạnh tranh của mình, như là các nhóm ngành hàng dệt may, da giày, rồi các ngành hàng của ngành công nghiệp chế biến và một số mặt hàng chủ lực của nông sản thủy sản vân vân, sẽ tiếp tục có những điều kiện thuận lợi để phát triển và sẽ đạt được cái mục tiêu như chúng ta đã dự kiến trong cái 2015. Nhưng mà những cái khung khổ mới của hội nhập sẽ mang lại những cái thuận lợi rất lớn mới cho các ngành như là công nghiệp dệt may, công nghiệp da giày, công nghiệp chế biến đồ gỗ, rồi một số các ngành công nghiệp mà có thâm dụng lao động cao và cũng như các ngành công nghiệp chế biến. Cái triển vọng thứ nhất là chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái thị trường rất là lớn, là hơn 600 triệu dân với những yêu cầu đa dạng của nhiều cái phân khúc lớn cho những cái hàng hóa của Việt Nam chúng ta. Cái lớn nhất là chúng ta thấy rằng cái mức thu nhập và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của các nước trong khối ASEAN thì nó tương đối phù hợp với lại cái trình độ sản xuất của Việt Nam chúng ta. Một thời gian qua thì chúng ta đã thâm nhập nhiều thị trường như Campuchia, Lào, Myanmar. Và chúng tôi đã thấy hàng hóa Việt Nam đã có Philippines, Thái Lan. Và chúng tôi cũng thấy rằng nhu cầu của các nước đó vẫn còn. Đặc biệt là các nước, những khu vực như là khu vực Đông Bắc Thái Lan thì hàng Việt Nam rất là phù hợp. Xét về xuất khẩu, AEC sẽ giúp cho thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ càng mở rộng hơn. ASEAN hiện là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên gấp 5 lần và chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang ASEAN đạt gần 28,5% mỗi năm và nhập khẩu đạt 27% mỗi năm. Khi AEC được hình thành, việc bán hàng trong ASEAN với mức thuế suất gần như về 0%, cộng với đó là các thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan sẽ đỡ rườm rà hơn. Tất cả sẽ giúp cho doanh nghiệp rất thuận lợi trong xuất khẩu hàng hóa. Chúng ta sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tránh được cái việc phụ thuộc vào một vài thị trường như hiện nay. Thì đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Và bên cạnh các đó thì vấn đề về cạnh tranh. Khi mở cửa thì chắc chắn vấn đề cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ tăng lên. Lúc bây giờ thì rõ ràng các doanh nghiệp yếu, doanh nghiệp làm ăn ngắn hạn, tư duy chụp giật nhất thời thì coi như là sẽ dần dần sẽ được sàng lọc. Và doanh nghiệp mà làm ăn bài bản, có chiến lược lâu dài và có chuẩn mực thì sẽ tồn tại. Thì và cái việc kinh doanh nó sẽ là một cái nghề chuyên nghiệp. Thì đấy là cái tôi nghĩ là đấy là một cái tác động rất là lớn đối với lại cái việc mà sàng lọc đối với cái đối tượng doanh nghiệp. Một cơ hội mà Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nội địa phải có chính sách để tận dụng đó là khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Xét trong khu vực, doanh nghiệp các nước Singapore, Indonesia sẽ đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn. Quan trọng nhất là khi có một ASEAN thống nhất sẽ giúp các nhà đầu tư lớn trên thế giới nhìn nhận ASEAN như một sân chơi chung, một công xưởng chung với nguồn nhân lực có kỹ năng và khá dồi dào. Các nền kinh tế đang phát triển trong khối chắc chắn sẽ chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể từ sự hội nhập kinh tế này và sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư.
Tôi cho rằng giai đoạn tiếp theo của việc tự do hóa thuế quan đối với hàng hóa sẽ diễn ra tại nhiều nước trong khối như Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Lào. Không dừng lại ở đó, AEC còn được các nước trong khu vực đánh giá sẽ là mắt xích quan trọng trong việc tạo lập thế đối trọng với các nền kinh tế Âu-Mỹ. Bởi AEC không chỉ dừng lại trong phạm vi khu vực mà nó còn mở rộng ra cả châu lục bởi các hiệp định ASEAN cộng, trong đó đáng chú ý nhất là ASEAN cộng 6 hay còn gọi là RCEP. RCEP dự kiến sẽ chiếm khoảng 28% kinh tế thế giới. Lúc đó ASEAN sẽ trở thành đối tác kinh tế tầm cỡ toàn cầu, lớn thứ 7 thế giới. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính, RCEP sẽ mang lại từ 240 đến 644 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế thế giới trong một thập kỷ. Bên ASEAN cộng 6 ấy, thì cùng với luật chơi có tính đến trình độ phát triển, năng lực, cho nên nó bên cạnh cái tự do hóa, bên cạnh cái luật chơi gắn với tự do hóa, nó rất quan tâm đến vấn đề hợp tác và hỗ trợ. Đó, nó giống như trong ASEAN của hỗ trợ cho các nước yếu hơn. So với các nước trong khu vực ASEAN, thì Việt Nam gần như tham gia nhiều nhất các hiệp định thương mại song phương và đa phương, trong đó tham gia đầy đủ các hạng mục với các đối tác lớn trong hiệp định thương mại. Hơn nữa, trong hầu hết các hiệp định, thì đối tác của Việt Nam là những nước lớn có trình độ phát triển cao hơn. Vì vậy mà các chuyên gia đã dùng từ dũng cảm cho Việt Nam khi nói đến vấn đề này. Theo phân tích của các chuyên gia, cái mà Việt Nam mong muốn có được khi tham gia các hiệp định thương mại là thu hút đầu tư có hiệu quả hơn và quan trọng hơn cả là qua quá trình thực thi cam kết môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện theo hướng minh bạch, tạo nền tảng để thu hút các nguồn đầu tư có chất lượng. Thưa quý vị, thị trường AEC với trên 600 triệu dân có thể nói sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong khối mở rộng thị trường. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, lúc này không còn là thị trường của hơn 90 triệu dân nữa, mà con số này sẽ tăng lên gần 7 lần. Thực tế, thời gian qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường này cũng được triển khai và một số doanh nghiệp Việt đã có những sản phẩm tại các nước ASEAN. Từ năm 2009, công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo đã đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm sang các thị trường trong khối ASEAN. Đến nay, cơ cấu thị trường của công ty là 70% nội địa và 30% xuất khẩu sang các nước lân cận. Sau 5 năm mở rộng thị trường ra khu vực, sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng các nước chấp nhận. Mấy cái xà bông giặt là mình chủ yếu thị trường Việt Nam mình thì cũng không còn sử dụng nữa, nhưng mà chủ yếu là xuất khẩu. Xuất khẩu thêm là xà bông tắm nè, xà bông giặt nè, dầu gội đầu nè. Nói chung thì cũng nhờ mấy cái doanh số mà xuất khẩu để kéo thêm. Nhưng mà cái thị trường nội địa thì bên cạnh đó, cái thị trường nội địa thì mình cũng vẫn không quên. Nói chung cũng rất là tập trung, thậm chí là coi như là tăng nhân sự để coi như là quản lý kỹ hơn, để coi như là tập trung thời gian nhiều hơn. Còn đối với công ty này lại có cách làm khác và tương đối thành công. Trong bối cảnh hội nhập với sự đổ bộ ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường nội địa, công ty đã chủ động liên kết và tham gia vào chuỗi liên kết của doanh nghiệp ngoại và đã được đối tác đánh giá cao. Không chỉ các doanh nghiệp trong AEC, ASEAN cộng mà ngay cả các doanh nghiệp lớn hàng đầu cũng chấp nhận sản phẩm của công ty. Đây là một hướng đi mà có thể các doanh nghiệp khác cần phải nghiên cứu để phát huy. Cái chiến lược của mình hiện nay là mình thế mạnh là một số bánh hamburger, thì khách hàng của mình toàn bộ là khách tập đoàn nước ngoài, thì hàng đầu nước ngoài này kia tới Việt Nam á, là toàn bộ là khách hàng của mình, cho nên họ có yêu cầu rất cao, đồng thời có sản phẩm chất lượng này, giá cả này, thiết bị phải hiện đại vân vân đó, chỉ là mình đáp ứng được hoặc là không, cuối cùng là mình phải có một cái thiếu chuyên nghiệp bản thân tôi sẽ đóng được, tôi phải làm được. Vậy là cần đi nhất á, thì họ còn có thiếu chiến một số bánh mới nữa. Vậy là đội ngũ của mình, đội R&D của mình á, không ngừng để mà nghiên cứu, để mà khai thác một số sản phẩm mới, để mà đáp ứng được cái phần khách hàng và đồng thời cái phần thị trường Việt Nam hiện nay. Mặc dù có những bước đi đầu tiên tại thị trường ASEAN, nhưng theo các chuyên gia, con số này vẫn còn khiêm tốn so với các nước trong khối. Sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chứ chưa có chiến lược bài bản khi phát triển thị trường. Đa phần các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu thật rõ về AEC, hầu hết đều dừng lại ở mức chỉ biết AEC sẽ giảm được thuế suất về 0% hoặc thủ tục sẽ được thông thoáng hơn.
ít có một cái cơ quan nào cung cấp cho họ những cái tình hình như vậy, đặc biệt là những cái rào cản kỹ thuật tại các nước này như thế nào. Hầu như là những doanh nghiệp ta chưa biết, khi hàng ta đi vào hàng Thái Lan, ta đi hàng ta nếu muốn bán vào Thái Lan ta sẽ gặp những rào cản nào. Người ta chỉ mới biết là hàng mình có thể vào Thái Lan thế giới mà không, người ta mới biết tới cỡ đó là một số biết, ta còn số họ cũng chưa biết nữa. Nhưng mà nếu cao hơn nữa là hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các nước này nó như thế nào, người ta không biết. Cái thứ hai là phong tục tập quán của các nước, của cái khối thị trường này, đối với hàng chúng ta vào thì có cái gì trở ngại hay không? Chắc cũng không có những cái nhiều nghiên cứu để cho người ta biết chuyện đó. Nguyên nhân được các chuyên gia cho là do nhận thức của các doanh nghiệp Việt đa phần cho rằng với thị trường hiện tại là vừa sức và doanh nghiệp không có nhu cầu mở rộng thị trường nên cũng sẽ không quan tâm gì thêm nữa. Một nguyên nhân khác là hiện tại đa phần các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu ở dạng thô, không cần thương hiệu, không cần thị trường nên họ cho rằng chuyện biết hay không biết đến AEC cũng không quan trọng. Đó là một cái suy nghĩ nó không còn hợp thời nữa. Vì khi mà cái thị trường nó đã mở rộng từ 90 triệu ra tới 625 triệu thì bây giờ anh không có xuất hàng đi đâu thì hàng của các nước này nó cũng vào tận mâm cơm nhà anh. Thì anh nói như vậy với tư cách của một người tiêu dùng nhưng nó cũng không còn phù hợp nữa. Và tôi nghĩ là đây là một cái giai đoạn mà chúng ta phải chuẩn bị nước rút. Cái thờ ơ người ta bởi vì người ta làm gia công là chính. Do đó cái mục tiêu người ta là ta ký được đơn hàng. Chứ không phải mục tiêu ta là ta nhắm là ta sẽ cạnh tranh trong thị trường đó như thế nào. Miễn sao là cái nhà đặt gia công đó người ta đi nghiên cứu, người ta tự cái tìm đường mà ta chọn mẫu mã, ta marketing rồi ta sáng tác mẫu, ta đưa ta gia công không. Thì mấy ông trong nước mình rất là an tâm chuyện đó. Nhưng mà cái này là không phải kéo lâu dài đâu. Chúng ta biết rằng khi chúng ta mở rộng ra nữa thì người ta sẽ lựa chọn những cái khu vực nào là cái khu vực mà có đầu tư có lợi hơn, người ta sẽ nhắm tới. Đó cũng là nguyên nhân mà khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy có hơn 75% doanh nghiệp Việt không biết nhiều về AC và doanh nghiệp cho rằng AC cũng sẽ không tác động nhiều đến doanh nghiệp. Thưa quý vị, mặc dù hiện nay có nhiều tín hiệu khả quan khi các doanh nghiệp trong nước dần chủ động trước thềm hội nhập AEC, tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, phần lớn các doanh nghiệp nội địa vẫn còn nhiều yếu kém, chất lượng sản phẩm còn kém cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Trong khi đó, làn sóng đầu tư và kênh phân phối của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam không ngừng gia tăng. Điều này đã tạo sức ép không nhỏ cho thị trường nội địa. Hiện nay, một cảnh báo đáng ngại nhất trong khi nước ta hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN là hàng hóa nội địa sẽ chịu sức ép rất lớn bởi hàng hóa của các nước trong khu vực tràn vào, đặc biệt là sản phẩm của những quốc gia được người tiêu dùng xem là chất lượng. Và hiện nay, mặc dù cộng đồng kinh tế ASEAN chưa chính thức hình thành, nhưng mối nguy này đã dần hé lộ khi mà hàng hóa của các nước lân cận đã chính thức xâm nhập và phân phối ở nước ta. Trao đổi với phóng viên VITV, chị Mai Thị Ngọc Xuyến, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị và gia đình luôn ưu tiên chọn loại sản phẩm Việt, nhưng hiện nay nhiều sản phẩm ngoại với giá cả và mẫu mã cạnh tranh được bày bán ngày càng nhiều tại nước ta, khiến chị và gia đình cũng khá phân vân khi lựa chọn sản phẩm. Khi mấy cái hàng nước ngoài tràn vào Việt Nam thì nó gây khó khăn cho hàng Việt Nam, tự vì nó có nhiều cái sự cạnh tranh, như là người Việt Nam thì mình đứng phân vân, mình không biết là nên chọn cái mặt hàng nào. Nhiều khi cái giá cả nó cạnh tranh hoặc là cái mẫu mã nó cũng cạnh tranh. Tôi thấy là ví dụ giờ Thái Lan nó mua cái tập đoàn Metro, đó là một cái kênh để nó đưa hàng hóa vào một cách chính thức và nó đàng hoàng. Và người Việt Nam cũng rất thích hàng về Thái Lan. Thì bây giờ là tôi nghĩ là đó là một cái vấn đề cho cả cái doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam đang đứng trước nguy cơ hàng Thái Lan sẽ tràn vào rất là nhiều. Theo khảo sát sơ bộ, hệ thống phân phối của một số quốc gia trong khu vực đã có mặt hầu hết tại nước ta từ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các chợ lớn nhỏ trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, sản phẩm may mặc, đồ gia dụng Thái Lan sản xuất đã có mặt gần hơn 9.000 chợ trên cả nước và chiếm ưu thế so với những sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác. Hoa quả Thái Lan đã chiếm hơn 30% thị phần nội địa, riêng hàng điện tử, điện lạnh đã chiếm hơn 60% thị phần. Cùng với các hệ thống phân phối hiện có, thời gian vừa qua, các nước trong khối ASEAN đã tăng cường đầu tư vào nước ta. Theo thống kê, từ Cục Đầu tư nước ngoài,
Tính đến nay đã có 8 quốc gia trong khối đầu tư vào Việt Nam như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Lào và Campuchia, với tổng số dự án là 2.507 dự án. Tổng số vốn đầu tư đạt 53 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14% tổng số dự án và 20% tổng vốn đầu tư của cả nước. Trong đó, Singapore đứng đầu, Malaysia đứng thứ hai và Thái Lan đứng thứ ba, với tổng số vốn đầu tư của Thái Lan là hơn 370 dự án với hơn 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14% tổng số dự án và 12% tổng vốn đầu tư. Công ty chúng tôi là có là công ty tập đoàn bán lẻ mà lớn nhất của Thái. Thì khi mà chúng tôi qua đây thì đến thời điểm này là khoảng hơn một năm, thì chúng tôi có phát triển là ba cái ngành hàng chính. Thứ nhất là về mảng sport, thể thao. Thứ hai là về mảng fashion, là về thời trang. Thứ ba là về department store. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi có khoảng 60 đến 70 cửa hàng ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, rồi ở Cần Thơ, một số những cái thành phố khác nữa. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp nước ta đã dần chủ động trước cộng đồng kinh tế ASEAN, tuy nhiên số lượng còn rất hạn chế. Theo đó, theo thống kê chưa đầy đủ từ các hiệp hội doanh nghiệp về mức độ hiểu biết cộng đồng kinh tế ASEAN, hiện nay chỉ hơn 20% doanh nghiệp có quan tâm và hiện có gần 80% doanh nghiệp đã được hỏi là rất thờ ơ và không hề quan tâm. Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp ở quốc gia trong khu vực đã có bước chuẩn bị từ rất sớm cho việc hình thành AEC. Với việc đầu tư ngày càng nhiều công nghệ cho sản phẩm nội địa, hàng loạt các dự án đầu tư và kênh phân phối tại các nước. Đây sẽ là những mối quan ngại rất lớn cho thị trường nội địa và doanh nghiệp nước ta. Thách thức từ phía doanh nghiệp Việt Nam là phải rướn lên. Dạ. Theo tôi thì các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam vẫn còn đang có những cái chưa được hoàn thiện. Trong khi đó là sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài mà đi theo chân các cái đơn vị phân phối thì chúng tôi cũng nhận thấy là nó có những cái nổi trội hơn khá là nhiều so với doanh nghiệp chúng ta. Đáp ứng như thế nào trong cái tình hình là khi mà những cái sản phẩm nước ngoài họ đã đến tận nước chúng ta và đứng cạnh sản phẩm của ta để mà cạnh tranh, thì cái khái niệm là tôi chỉ sản xuất hàng nội địa nó cũng không còn nữa, mà tôi phải rướn lên để đáp ứng cái tiêu chuẩn của khu vực và tiêu chuẩn của thế giới. Cái năng lực cạnh tranh mà trong các nước ASEAN thì phải nói là Việt Nam còn rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải thay đổi, cần phải hoàn thiện và đẩy mạnh hơn nữa để chúng ta có thể tạo được một cái năng lực cạnh tranh ở trong cộng đồng. Trải qua gần 47 năm xây dựng, AEC đã trở thành một trong những tổ chức khu vực năng động hàng đầu thế giới. Trong đó, việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 được xem là bước ngoặt quan trọng của các quốc gia ASEAN. AEC sẽ tạo ra một thế giới phẳng, một thế giới cạnh tranh công bằng. Khi đó, các nhân tố yếu kém sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp không tích cực chủ động trước hội nhập, thì các doanh nghiệp nước ta không chỉ không tận dụng được cơ hội mà còn có khả năng đánh mất cả thị phần nội địa. Thưa quý vị, cuộc hội nhập mang tên Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã cận kề. Bên cạnh việc dịch chuyển hàng hóa, đầu tư, dịch vụ tạo ra sức ép lớn cho hàng hóa thị trường nội địa, việc dịch chuyển lao động khi AEC hình thành cũng tạo nên sức ép không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo các chuyên gia, khi điều kiện Việt Nam còn nhiều hạn chế, việc lao động được tự do luân chuyển trong khối sẽ là nguy cơ cho các doanh nghiệp nội mất đi phần lớn nguồn lao động có tay nghề, lao động chất lượng cao. Trao đổi với chúng tôi về tự do hóa lao động khi ASEAN hình thành, đại diện công ty xuất khẩu Nam Thái Sơn cho biết, việc tự do hóa lao động trong khối ASEAN sẽ đem đến không ít những thách thức trong việc giữ chân nguồn nhân lực chất xám cao. Doanh nghiệp nhận định, hiện nay môi trường làm việc của nước ta còn nhiều hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn với lực lượng lao động chất lượng cao. Vì vậy, khi lao động được tự do luân chuyển, nước ta sẽ mất đi rất nhiều nguồn lao động tài năng, lao động chất xám. Ta hay nói là thách thức hoặc là một cái rủi ro, đó là cái dao động Việt Nam được dịch chuyển ra. Thì tôi nghĩ đúng là một cái điều cần lưu ý. Nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề này nó không quan trọng bằng cái việc là những cái lao động của người Việt Nam có tay nghề dịch chuyển ra thì tôi nghĩ sẽ không nhiều. Nhưng những nhà quản lý của Việt Nam sẽ dịch chuyển ra ở nước ngoài rất nhiều. Vì thật sự với cái mức thu nhập ở Việt Nam và môi trường làm việc Việt Nam chưa có một cái sự hấp dẫn với những nhà quản lý ở Việt Nam. Hiện nay môi trường và điều kiện làm việc của nước ta còn nhiều hạn chế, nhiều thiết bị công nghệ còn chậm đổi mới, môi trường nghiên cứu khoa học còn yếu kém và nhiều yếu tố chưa phù hợp,
chế độ đãi ngộ cho người lao động còn kém, mức lương còn thấp so với các nước trong khu vực. Trong báo cáo về tiền lương toàn cầu 2014-2015 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, trong các nước ASEAN, mức lương bình quân của Việt Nam ở mức 3,8 triệu đồng trên một tháng, xấp xỉ 180 đô la Mỹ thuộc nhóm những quốc gia có mức lương thấp nhất trong khu vực ASEAN. Mức lương này chỉ cao hơn Lào, Campuchia và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Theo đó, mức lương bình quân của Philippines là hơn 200 đô la Mỹ, Thái Lan hơn 350 đô la Mỹ, Malaysia hơn 600 đô la Mỹ và Singapore hơn 3.500 đô la Mỹ. Vì vậy, mặc dù AEC chưa chính thức hình thành và việc tự do hóa lao động chưa thực sự diễn ra, nhưng tình trạng dư thừa nguồn lao động phổ thông, khan hiếm nguồn lao động chất lượng cao đã tồn tại từ nhiều năm qua. Theo khảo sát sơ bộ, trong những năm qua đã có hơn 80% nguồn lao động chất lượng là những trí thức đầu vào ngành nghề khoa học, công nghệ sau khi du học tại các nước, không quay về nước mà ở lại nghiên cứu và làm việc tại các nước. Bên cạnh đó, theo khảo sát của Cơ quan về Quản lý Lao động, xu hướng lực lượng lao động chất xám cao chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp FDI và các nước lân cận như Singapore, Malaysia, Thái Lan ngày càng gia tăng. Vì vậy, theo các doanh nghiệp, vấn đề khó khăn trong việc thu hút và giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao đang là khó khăn chung của các doanh nghiệp nước ta. Các cái doanh nghiệp vừa nhỏ thì mình mướn được các có những ví dụ như những nhân tài giỏi gì thì mình phải có thù lao cao cho người ta và những cái chế độ là đãi ngộ thì những cái đó thấy mà phải mang lại được cái nguồn thu nhập cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp chấp nhận sẵn sàng là chi trả rất hợp lý, nhưng mà hiện nay là đa số là các doanh nghiệp nước ngoài vô, người ta thu hút các nhân tài của mình thì doanh nghiệp mình không đảm bảo được, ví dụ như là đồng tiền lương, ví dụ người ta đang làm ở mình người ta hưởng tháng 20 triệu, có những doanh nghiệp khác người ta qua đi níu kéo qua chị thì trả cho 25 hoặc là 27 triệu, thì người lao động mình làm việc làm lại vài làm kiếm lại thì có tâm lý là nhảy việc. Với nhiều thách thức trong nguồn nhân lực khi AEC hình thành, các cơ quan chức năng nhận định theo quy luật cung cầu, lao động sẽ tìm đến môi trường làm việc tối ưu, tạo cơ hội cho bản thân. Vì vậy, để giữ chân người lao động, đặc biệt là với nguồn nhân lực chất lượng cao, thì các doanh nghiệp cần quan tâm đến những chế độ đãi ngộ cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, từ đó tạo được động lực, sự gắn bó với doanh nghiệp của người lao động. Hiện nay cũng có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến cho rằng khi hội nhập vào cộng đồng ASEAN, chúng ta sẽ không cạnh tranh lợi với cái lực lượng lao động của các nước khác đến. Vậy chúng ta thiếu những yếu tố về kỹ năng nghề và có thể chúng ta sẽ thua trên sân nhà. Cái thứ hai, một luồng ý kiến thứ hai cho rằng khi hội nhập ASEAN thì lao động chất xám chúng ta sẽ đi hết, chúng ta sẽ không còn những người tài giỏi. Là chúng tôi mong rằng để cho thị trường đồng phát triển thì doanh nghiệp cũng cần phát huy trách nhiệm của mình trong vấn đề xác định về nhu cầu nhân lực, đồng thời xác định cái trách nhiệm của mình trong vấn đề chăm lo người lao động, phúc lợi và xã hội. Chúng ta đã qua cái thời mà một số nhà doanh nghiệp nghĩ rằng lao động của chúng ta là thừa thải, muốn là có, phải không? Tất nhiên bây giờ chúng ta vẫn còn lao động, nhưng để tìm một cái lao động có chất lượng, phát triển ổn định lâu dài thì cái vấn đề đó phải có sự bắt tay của doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây nó cũng như là một cái thị trường mở, có nghĩa là có đi và có về. Thế và chắc chắn một điều rằng là nó sẽ tạo ra cho một cái sân chơi bình đẳng giữa Việt Nam và các cái lao động ở trong khu vực. Và bản thân các cái doanh nghiệp cũng như là những cái người sử dụng lao động thì cũng sẽ phải làm sao đó để làm mình thu hút được nhân tài. Thì cái này cũng tạo ra cái áp lực để sẽ thay đổi. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cốt lõi cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, để doanh nghiệp phát triển, năng lực cạnh tranh được nâng cao, thì đi đôi phải là nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tự do hóa lao động trong ASEAN sẽ tạo cho doanh nghiệp nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp thu hút nguồn lao động chất lượng cao từ các nước. Vì vậy, các doanh nghiệp cần linh hoạt, nhảy bén và sớm nhận diện những cơ hội và thách thức mà AEC mang lại. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, 8 nhóm ngành sẽ có mức độ dịch chuyển cao là kiến trúc sư, kiểm toán, kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, y tá, điều tra viên và du lịch. Có thể nói sức nóng của AEC đến ngày càng gần với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam, và chắc chắn một điều rằng doanh nghiệp không còn con đường nào khác mà phải đối mặt với cuộc chơi này. Vậy làm gì để doanh nghiệp Việt được nhiều hơn mất trong AEC? Sau đây là ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta cần phải tiếp tục đặt trọng tâm rất quan trọng trong 2015, những năm tới là tiếp tục hoàn thiện cái khung khổ và thể chế, đặc biệt để nâng cao cái hiệu quả của cái môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta, đặc biệt thông qua các cải cách hành chính và cũng như là các cái hoàn thiện các khung khổ, các cái thể chế về mặt pháp lý và các
các cái chỉ đạo điều hành của các cấp của chính quyền của chúng ta để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả. Một nội dung khác nữa mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng đó là liên quan đến Bộ Công Thương. Đây là phải tiếp tục là chủ động trong cái việc nắm bắt thị trường, bám sát thị trường và tiếp tục đổi mới các cái công tác về xúc tiến thương mại cũng như là các cái hoạt động trong các cái khai thác các cái nguồn lực, hỗ trợ cho doanh nghiệp khai thác cái nguồn lực của nhà nước để khai thác có hiệu quả những cái cơ hội tiếp cận thị trường này. Đối với thị trường ngoài nước cũng như là ngay cả trong đối với phát triển bền vững của thị trường trong nước. Một là nhanh chóng mở cái mạng lưới chân rết ở thị trường nông thôn, và thứ hai là giữ cho vững cái mạng lưới phân phối của mình, tức là phải triển khai cái mạng lưới phân phối của mình, nói là nó rộng hay là nó sâu là tùy theo cái phân khúc khách hàng mục tiêu mà mình lựa chọn. Nếu như mình lựa chọn cái phân khúc đó là trung lưu ở đô thị thì nó không phải quá rộng như là cái phân khúc thị trường nông thôn và ngược lại. Do đó thì tôi nghĩ là bây giờ quan trọng là xác định cái phân khúc khách hàng nào là nuôi sống mình, bám cho chắc cái phân khúc đó và triển khai cho đủ cái độ rộng và đặc biệt là phải sâu, tức là phải ổn định cái hệ thống phân phối của mình. Anh phải tự thân vận động, anh phải có chất lượng ổn định, anh phải có chất lượng mà người ta chấp nhận được thì tôi nghĩ rằng mình mới đi vào cái công nghiệp hỗ trợ được. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ gọi kêu gọi dung dung mà doanh nghiệp thì nói là tôi không thấy thị trường đâu hết, do đó tôi không dám đầu tư. Còn mấy ông doanh nghiệp lớn không cần nói chứ, tôi muốn mua lắm mà tôi không thấy ông nào mà đủ chuẩn hết để tôi mua. Thì cứ ngồi nói qua nói lại thì chúng ta sẽ rất là khó. Do đó cũng những cái bước chuyển như thế này, người ta sẽ vào đầu tư Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Như thế nó yêu cầu công nghiệp hỗ trợ nhiều hơn cũng là một hướng đi của các doanh nghiệp nhỏ. Điều đầu tiên nhất tôi cho rằng là cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp siêu nhỏ, cần phải ý thức sâu sắc được chuyện này. Thì từ cái chuyện mà ý thức, chúng ta sẽ thấy rằng nó chắc chắn dù chúng ta kinh doanh một ngành nghề nào đi chăng nữa thì cũng bị tác động. Thì có những ngành nghề tác động rất mạnh nhưng có những ngành nghề tác động ít hơn. Thì chúng ta cần phải ý thức, và chúng ta khi chúng ta đã ý thức được cái việc này thì chúng ta cần phải triển khai những cái kế hoạch của chúng ta, trong doanh nghiệp chúng ta sẽ vận hành như thế nào, chúng ta sẽ thay đổi những cái gì và những bước tiến đi của chúng ta cần phải thực hiện gì, để từ đó chúng ta sẽ tránh đi cái sự bất ngờ khi mà tiến hành triển khai xong thì chúng ta bắt đầu bắt đầu thấy không nhận có những bất ngờ, và tránh trường hợp là khi gặp khó khăn bắt đầu chúng ta mới đổ lỗi cho nhau hết thì lúc đó là đã quá muộn. Cho nên để tốt nhất là chúng ta có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, và bây giờ là đã đến lúc chúng ta cần phải bắt tay chứ không phải để nói nữa. Thưa quý vị, có thể nói AEC không chỉ là mở rộng thị trường, tự do lưu chuyển hàng hóa, mà lợi ích lớn nhất do AEC mang lại là câu chuyện đằng sau đường biên giới. AEC sẽ giúp Việt Nam cải cách được nền kinh tế, thay đổi khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường kinh doanh. Đó là góc nhìn rộng mà các chuyên gia mong muốn doanh nghiệp nên hiểu rõ và chủ động nắm bắt cơ hội từ hội nhập. Đến đây, chương trình Tiêu điểm của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.